Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và viễn cảnh chùa Ken Ken Vlog. Phước đức không phải tự nhiên mà có, cũng không phải thánh thần ban cho, mà là do tự tay của chúng ta gieo trồng và chăm sóc, phải không thưa quý vị? Chính vì vậy hôm nay mình tiếp tục chuyến gieo duyên về hình ảnh Phật Pháp, không gian Phật Pháp của chùa Pháp Thường Hai, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai để chia sẻ cùng tất cả mọi người. Chúc mọi người sớm có duyên đủ lành đến tham quan của viễn chùa Pháp Thường Hai trong một ngày gần nhất mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch viễn cảnh chùa Ken Ken Vlog. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tại thì Ken Ken Vlog đã có mặt ở tịnh viện Pháp Thường hay còn gọi là chùa Pháp Thường 2. Hôm nay đến tham quan cúng viếng chùa trong một buổi sáng tinh mơ của Đồng Nai. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật Pháp nơi này. Một câu niệm Phật đủ tính, nguyện, hạnh, chí, thành, tâm niệm Phật. Nhiếp thủ danh hiệu Phật. Miên Phật, miên mật công phu, tịnh niệm nối tiếp tâm không rời Phật hiệu. Phật hiệu không rời tâm, tâm và danh hiệu Phật hòa quyện thành khối, tăng trưởng đạo lực tu tập để cảm ứng đạo giao cùng chư Phật. Tu tập như vậy bảo đảm cuối đời được vãng sanh cực lạc mọi người. Vị trí mình đang ghi hình bắt đầu một đoạn video clip của mình với tịnh viện Pháp Hạnh là khu vực công viên đường vào công viên Quán Tham Bồ Tát. Phía trước đây thì mình quan sát thấy thì có hình ảnh của các vị La Hán rất là nhiều trên những cái vách đá phía trên và những cái bia đá ghi Nam Mô A Di Đà Phật mọi người ha. Hôm nay xin cả nhà thương cùng trải lòng với tịnh viện Pháp Thường hay còn gọi là chùa Pháp Thường 2 để cùng tham quan cúng viếng ngôi chùa. Bây giờ mình di chuyển vào bên trong đây. Ở bên trong đây thì mình thấy có hình ảnh của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Mình xin phép ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Xung quanh khuôn viên của chùa Pháp Thường 2 thì mình quan sát thấy có nhiều cái công trình về đá dựng như thế này. Để có bên trong có nhiều điện thờ của các vị Bồ Tát thì rất đẹp, rất trong lành và mát mẻ như thế này mọi người ha. Rất là trang nghiêm mọi người. Cụ thể địa chỉ của chùa Pháp Thường 2 thì tọa lạc ở ấp Bính Đình, Bính Đình xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chùa do Thượng Tọa Thích Thiện Pháp là trụ trì. Thì chùa Pháp Thường thì mình tìm hiểu được biết thì có Pháp Thường 1, Pháp Thường 2. Pháp Thường 2 hay còn gọi là tịnh viện Pháp Thường đó mọi người ạ. Vị trí mình đang ghi hình ghi là đường vào công viên Quán Thế Âm. Rất đẹp và trang nghiêm, vãng sanh tịnh độ.
Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người di chuyển vào bên trong khu vườn Phật Pháp của công viên Quán Thế Âm để cùng trải lòng không gian Phật Pháp nơi này. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Lối dẫn vào công viên Quán Âm thì mình quan sát thấy bên cánh tay phải và tay trái thì cũng có rất là nhiều tôn tượng của các vị La Hán. Những tôn tượng La Hán thì được tạc từ bê tông cốt thép mọi người, được sơn màu vàng đồng, nhìn đẹp và rất là trang nghiêm. Phía sau những vách núi dựng đứng, chùa Phục dựng nên không gian Phật Pháp rất là đẹp và cũng như sự trang nghiêm ở khu viên, khu vực của chùa Pháp Thường Hai mọi người ha. Những tôn tượng đẹp quá ha. Ở vị trí đối diện, nếu mình đi từ khu vực ngoài vào công viên của Quan Âm thì là hình ảnh của các ứng nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát, rất đẹp và trang nghiêm, được sơn màu sắc sống động như thế này. Khi mọi người đến với không gian Phật Pháp của chùa Pháp Thường chắc chắn sẽ cảm thấy được sự trang nghiêm, thanh tịnh và an nhiên ở khu vực này, phải không mọi người? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ mình di chuyển lên trên khu vực nơi có hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát để ghi hình, mình chia sẻ cùng mọi người ha. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đẹp quá ha mọi người. Không gian Phật Pháp nơi này thực sự rất là đẹp, phải không mọi người? Hôm nay đến vào một buổi sáng thì hiện tại thì trời không nắng gắt như mọi khi, cho nên mình đi một vòng như thế này bên trong khuôn viên của chùa để cùng trải lòng với không gian Phật Pháp chùa Pháp Thường Hai của huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận video clip ghi hình tịnh viện Pháp Thường hay còn gọi là chùa Pháp Thường Hai, huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Kênh vlog thực hiện để chia sẻ cùng mọi người ha. Hy vọng trong thời gian tới mọi người sớm có duyên đủ lành đến tham quan cúng viếng chùa, cùng nhau niệm Phật, bởi một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng, phải không mọi người? Bây giờ mình sẽ di chuyển thẳng vào bên trong khuôn viên của công viên Quan Âm mọi người. Trước khi mình di chuyển vào bên trong, bên đây mình thấy có cái ngọn núi, thì bên trong đây thì có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trong tư thế đứng mọi người, trong nhìn đẹp và trang nghiêm. Mình xin phép ghi hình để chia sẻ cùng mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ di chuyển tiếp ha. Mình đi tiếp như thế này rồi cầm máy đi chậm chậm như thế này, cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Rất là nhiều tôn tượng của các vị La Hán nha mọi người. Nhiều lắm ha. Giờ đi tiếp vào bên trong luôn thôi mọi người. Bên trong khuôn viên của chùa thì ngoài những công trình đã hoàn thiện xong thì như mình tìm hiểu được biết thì cũng có rất là nhiều công trình mới đang thi công á. Cho nên hy vọng trong thời gian tới có dịp quay trở lại với chùa thì chùa sẽ hoàn thiện những công trình mới, chắc chắn sẽ rất là đẹp và trang nghiêm mọi người. Ở đây có hình ảnh của 8 tôn tượng của Đức Phật A Di Đà được sơn vàng. Hiện tại thì công trình này cũng đang trong quá trình hoàn thiện ha. Nếu mọi người có phát tâm nguyện cúng dường xây dựng các công trình bên trong chùa hoặc là xây dựng tạc tượng thì sẽ liên hệ trực tiếp với chùa, phải không mọi người? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Vị trí này mình thấy có nhiều tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát, trong đó đỉnh điểm là hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát trong tư thế đứng trên đài sen. Tôn tượng được tạc từ đá nguyên khối, có chiều cao khoảng 12 mét mọi người. Khu vực này cũng rất là đẹp và trang nghiêm, mình xin ghi hình để chia sẻ cùng mọi người không gian Phật Pháp ở khu vực điện thờ Quan Âm Bồ Tát mọi người ha. Mình ghi hình trước những tôn tượng của các ứng nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát để chia sẻ cùng mọi người trước nha. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Những tôn tượng thì được sơn những màu sắc sống động mọi người. Những ứng nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát ha, đẹp quá ha mọi người.
Công viên đường vào công viên Quan Âm thì mình quan sát hai bên đó thì rất là nhiều công trình hạng mục nơi có nhiều tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, Đức Hoa Bồ Tát, các vị La Hán và các ứng nguyện của Đức Hoa Bồ Tát đó mọi người. Ví dụ như ở góc này thì mình thấy cũng có nhiều tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Mình xin phép ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Nam mô A Di Đà Phật. Bên trong khuôn viên của công viên Quan Âm thì cũng có nhiều cái dòng sông nhỏ như thế này, trông có vẻ rất thanh bình, cảnh vùng quê của Việt Nam mình phải không mọi người? Trong lành và mát mẻ mọi người ha. Quy mô về diện tích của tịnh viện Pháp Thường thì mình quan sát thấy cũng rất là rộng lớn mọi người, gồm cả khu nội viện rồi khu cho các Phật tử đến cúng viếng, mình thấy rộng lớn lắm. Ở góc này thì mình quan sát thấy có nhiều hình ảnh của Đức Hoa Bồ Tát ha, tôn tượng Đức Hoa Bồ Tát tự tại được sơn màu đẹp và trang nghiêm. Mình xin ghi hình một vài hình ảnh tôn tượng của một trong ứng nguyện Đức Hoa Bồ Tát của mọi người. Đẹp lắm mọi người ơi, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Được trải lòng với tịnh viện Pháp Thường hay còn gọi là chùa Pháp Thường 2 của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, cảm thấy rất là vui vẻ. Chính vì vậy cho nên mình đã sắp xếp công việc của mình xong thì đến cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người cùng thương và đón nhận video clip này và chia sẻ cho tất cả những người thân của mình, những người yêu thích đạo Phật Pháp để cùng xem được những hình ảnh về không gian Phật Pháp của chùa, sắp xếp đến với chùa, đến cúng viếng trong một ngày gần nhất mọi người ha. Những tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát được sơn màu rất đẹp và trang nghiêm. Trang nghiêm tịnh độ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở khu vực này thì mình quan sát thấy có cái cổng gọi là khu vực chiêu đãi món ăn tự chọn. Thì để mình di chuyển vào bên trong khu vực này tham quan, bởi cũng là lần đầu tiên đến với tịnh viện Pháp Thường thì mình khi di chuyển như thế này mình đi chậm chậm ha, rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Qua khuôn viên khu vực này khi mình đi từ nãy giờ vào mọi người thì rất là nhiều tôn tượng của các ứng nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát, rất đẹp. Ví dụ như đây là gọi là Bất Nhị Quán Âm mọi người, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Đẹp lắm mọi người ơi. Cùng đi chậm chậm như thế này rồi trải lòng với không gian Phật Pháp của chùa thì thực sự cảm thấy rất là vui vẻ và an nhiên luôn á mọi người. Nam Mô Quán Thâm Cáp Lị Quán Âm. Nhiều hình ảnh của Đức Quán Âm lắm mọi người. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Đẹp quá ha. Nhiều hình ảnh của Đức Quán Âm lắm. Lan Kiến Quán Âm, tôn tượng đẹp mình ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Ở bên trong đây mình thấy khu vực, có một khu vực này thì em thấy có tôn tượng của các Đức Phật á, mình xin ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Khu vực ăn uống đó mọi người, khu vực ăn uống tự chọn của chùa đẹp quá ha, sạch sẽ trang nghiêm ha mọi người, có quạt mát mẻ cho mọi người luôn á. Nam Mô A Di Đà Phật. Phía dưới kia thì mình thấy có hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nằm giữa bên trong khuôn viên của chùa thì mình thấy có núi Quan Âm, hình ảnh của Đức Quan Âm, Đức Tổ, Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đức Phật A Di Đà. Và phía bên dưới đây thì mình thấy có cái hồ cá rất là nhiều. Mình nghĩ rằng đây là nơi để phóng sanh hay là thả đèn hoa đăng. Nhưng những dịp đại lễ của chùa đó mọi người, xung quanh thì cũng có nhiều tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát ha. Một trong những ứng nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát đó mọi người ạ. Cái ao này thì mình thấy cũng có rất là lớn ha, nước thì cũng rất là phù hợp để nuôi cá nè mọi người.
Cạnh bên đây thì mình thấy có hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát, những tôn tượng bên trong khuôn viên của chùa thì quan sát thấy thì rất là nhiều tôn tượng của các vị Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát và hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Phật A Di Đà cũng rất là nhiều mọi người. Đẹp và trang nghiêm lắm mọi người ơi. Mình đi một vòng như thế này rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Ở vị trí này thì mình quan sát thấy thì có điện thờ Tây Phương Tam Thánh Phật. Bên trái là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Chính giữa là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Và bên tay phải là hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát. Những tôn tượng được sơn màu rất đẹp và trang nghiêm. Khuôn mặt của ba tôn tượng thì tròn trịa, nhân từ và phúc hậu phải không mọi người? Phía dưới thì mình thấy có hình ảnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn mọi người ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở góc núi này thì mình thấy có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, tôn tượng nhìn rất là đẹp và trang nghiêm ha mọi người. Rất là lớn ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây mình thấy khu vực này gọi là khu vực tiếp khách, thì bên trong nơi mọi người có thể đến để nghỉ ngơi, nghỉ chân chút xíu, rồi có thực phẩm chay, mọi người có thể dùng bữa ở nơi đây mọi người. Cũng cung đường di chuyển vào thì cũng rất là rộng lớn như thế này. Bây giờ mình sẽ di chuyển lại vị trí ngoài kia. Mình thấy có hình ảnh của các tôn tượng rất là đẹp và trang nghiêm. Mình xin di chuyển lại để cúng viếng rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật Pháp ở khu vực này luôn ha. Mình đi chậm chậm như thế này mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây thì có nhiều cái bia đá mọi người. Bia đá thì điêu khắc chữ Nam Mô A Di Đà Phật ha. Cũng rất là nhiều ở bên trong khu vực của chùa mọi người. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên phía trước này mọi người ha. Let's go thôi. Ở đây thì bên vách tường thì mình thấy là có rất là nhiều câu dạy về giáo lý đạo Phật rất là hay. Mọi người đi chậm chậm rồi cùng đọc những câu kinh kệ, những lời dạy của Đức Phật, Đức Bổn Sư và các vị Bồ Tát thì rất là hay. Hành giả tịnh độ đem việc vì Phật tập thành thói quen đi. Đứng, nằm, ngồi không rời câu A-di-đà Phật, gìn giữ Phật hiệu, đến chết cũng không quên. Là lâu lại càng lâu niệm Phật, đến lúc tự mình không niệm, danh hiệu Phật từ tâm luôn hiện ra. Như thế là thành tựu bất diệt tự niệm, bảo đảm cuối đời vãng sanh mọi người ha. Bây giờ di chuyển vào khuôn viên khu vực này ha. Mình thấy ở đây giống như là khu vực giảng đường vậy đó mọi người. Bên đây thì góc này thì mình thấy có hình ảnh của các vị Phật nè. Mình xin di chuyển ra đây. Ở đây thì hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật, những tôn tượng cao khoảng 15 mét và được sơn vàng. Đẹp và trang nghiêm lắm mọi người ơi. Nam Mô Tây Phương Tam Thánh Phật. Phía sau lưng trên ngọn núi thì mình quan sát thấy thì trên đó có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà rất là nhiều. 2, 4, 6, 8, 10, 12, rất nhiều tôn tượng trên vách núi mọi người. Trong nhìn khu vực này rất đẹp và trang nghiêm như thế này. Không gian Phật Pháp của chùa là đây mọi người. Rất trong lành, yên tĩnh và mát mẻ phải không mọi người ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đẹp quá.
Ở vị trí này thì mình quan sát thấy có hình ảnh của Hoa Nghiêm Tam Thánh Phật, hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát mọi người. Những tôn tượng của các ngài thì được tạc từ bê tông cốt thép và được sơn vàng rất đẹp và trang nghiêm ha. Rất mong với những hình ảnh kênh Vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người trong thời gian tới, mọi người đủ duyên lành đến tham quan cúng viếng chùa trong một ngày gần nhất mọi người ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy video ghi hình về chùa Pháp Thường 2 của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, kênh Vlog thực hiện để chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp về chùa. Đến đây xin tạm dừng. Mến chúc mọi người sớm có duyên được lành đến tham quan cúng viếng chùa trong một ngày gần nhất mọi người ha. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành kênh Vlog. Cảm ơn, xin chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.